Một trong những cái câu hỏi mà buồn cười nhất khi mọi người mua hàng đó là vì sao người ta lại bán con máy này? Thì mình nói thật với mọi người, chả nhẽ mỗi lần người ta đem bán đến cho mình hỏi vì sao anh bán à? Thế người ta bảo tôi ăn trộm tôi bán à, đúng không? Đấy là một trong những cái câu hỏi buồn cười nhất. Cái quan tâm mọi người khi mua hàng ấy, máy đấy có ngon hay không, người bán hàng có uy tín hay không. Chứ còn lý do vì sao người ta bán thì thôi, mọi người đừng quan tâm làm gì, quan tâm cho đau đầu đó. Mà mình mà hỏi khách hàng ấy, gặp khách khó tính đôi khi người ta còn chửi cho ấy. Mình nói thật, còn mọi người là người mua thì tất nhiên mọi người hỏi thoải mái. Chứ còn, nhưng mà cũng không nên hỏi cái câu đấy. Hỏi thoải mái thì không nên hỏi cái câu đấy. Chứ còn nếu mà mọi người cứ nghĩ xem mọi người đem bán mà mình lại hỏi là anh ơi vì sao anh bán thì nó có buồn cười không? Siêu buồn cười nhá. Đấy, ok. Và đây, đây tất cả những cái số máy lại, cả máy mới về và có một số con là không phải hàng mới về. Nhưng mà đặc thù chung ý, của tất cả những con này đều là do anh em chơi cờ bạc online. Thắng thì mua, thua thì bán. Trong đó có con 15 Pro Max này mọi người ạ. Khách mua của mình tối hôm trước, sáng sau mình chưa ngủ dậy luôn ý, đã gọi dậy bán rồi. Tức là con này khách mua nhá, dùng chưa được nổi 12 tiếng, chưa nổi 12 tiếng bán luôn. 15 Pro Max này, còn bảo hành nguyên năm này. Đây con này khách mua được 8 ngày bán luôn này. Con này mua được vài tháng bán luôn này. Thì vì sao mình nên tất cả cái số máy này? Vì nội dung thì mình muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người đây. Có thể là có người chơi cờ bạc online, có người không. Nhưng một lời khuyên chân thành nhất từ một người đã từng chơi cờ bạc online rất lâu rồi. Đấy, đã từng mất rất nhiều tiền về cờ bạc online rồi. Và là một người cũng đã từng chơi cờ bạc offline rất là nhiều rồi. Mình khuyên mọi người đừng nên chơi. Cờ bạc online, 4 thằng chơi với nhau, đứng dậy, 3 thằng thua, 1 thằng hòa. Có mỗi cái chiếu là thắng thôi. Đấy. Thế cờ bạc offline còn bịp, huống chi cờ bạc online, đúng không? Đấy. Nói chung là như vậy. Anh em nghe mình đi. Mà thậm chí nhá, ở đây xem video có những cô chí, có những cô chú, anh chị em không chơi cờ bạc online nhưng có con cái đang trong tuổi trưởng thành, đang là thanh niên, mình nên chú ý đến nhá. Không có con em mình chơi mình không biết, nguy hiểm lắm luôn nhá. Đấy. Và đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến em trai mua con 8 Plus này của mình. Sau đó chơi cờ bạc online thua thì mang lại bán cho mình. Bán lại cho mình, thế nhưng mà nhân viên gọi điện cho mình bảo chuyển tiền cho em trai này. Thì lúc gọi thì mình lại chưa có tiền. Thế thì nhân viên mới đưa tiền mặt cho khách. Thế đúng lúc vài phút sau thì lại có người chuyển tiền cho mình. Thế mình cũng không để ý, mình lại chuyển cho khách luôn. Tức là thành thanh toán hai lần. Sau khi khách đi về rồi phát hiện ra thì liên lạc với khách thì khách cũng trả lại tiền luôn. Đấy, mặc dù chơi cờ bạc online nhưng rất là lịch sự. Thank you em trai nhá. Đấy. Tiện thể đây giới thiệu luôn một con 8 Plus mới về, 64GB, 3,5 triệu nhá. Hàng lên vỏ đẹp keng, 3,5 triệu. Đó. Một con 15 Pro Max, nguyên hộp phụ kiện. Nói chung là bảo hành nguyên năm, con này có khi chưa sạc ấy. Vẫn là sạc không lần ấy nhá. Như một con máy mới, nó nằm mới luôn ấy. Bỏ hộp móc siêu, hộp thì khách chưa trả. Nhưng mà sẽ có hộp và có dây xịn luôn nhá. Đấy. Con này để cho mọi người với giá là 27 triệu 900. 27 triệu 900. Đó, 27 triệu 900 nhá. Nó là máy mới luôn rồi. Còn con này, con này khách mua được 8 ngày, cũng thắng thì mua, thua thì bán. Đấy. Con này là 27 triệu 200 nguyên hộp, cáp sạc, còn bảo hành cũng gọi là 1 năm được. Đúng không? Con này chắc sạc khoảng 5-7 lần. Sạc khoảng 5-7 lần nhá. 27 triệu 200, con này màu titan, con này là nói chung là chưa được 1 ngày, con này màu trắng, 27 triệu 900. Còn con này thì khách dùng lâu rồi và mình đang xài đây. Con này máy mình đang xài. Và con này còn bảo hành bao nhiêu đây? Đến tháng 10 nhá, đến tháng 10. Con này 26 triệu 300, 15 Pro Max. Con này màu xanh nhá, 26 triệu 300. Đấy. Còn đây là một con 13 Pro Max 206GB,
Pin 87 16 triệu, máy zin đẹp 16 triệu nhá. Một con iPad Gen 9. Thu iPad cũng đem bán. iPad này thấy người chơi bảo là bán của con đi đấy. Đây, con này còn bảo hành đến tháng 8 nhá. Còn nguyên một bộ sạc xịn này. iPad Gen 9 bản Wi-Fi. Bản Wi-Fi 6 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi. Đây một con 14 Pro Max nữa đây. Con này khách mua của mình thì cũng chắc được khoảng 20 ngày. Đấy. Con này thì 20 triệu 500 thôi, bản Mỹ 128GB. Pin 96%. Đây là mình bán online thì mình bán là 20 triệu 900. Thế còn mình bán tại cửa hàng, à xin lỗi các bạn, mình bán online là 20 triệu 500. Nhưng tại cửa hàng, những ai mà không mua online thì mình sẽ phải bán với giá là 20 triệu 900. Vì lý do là mình còn phải chi phí cửa hàng rất là nhiều. Đấy. Và đấy cũng là cái lý do mà nhiều khi nhân viên hay báo giá với mình nó không được khớp. Thì mong mọi người thông cảm. Thì mọi người mà thấy mình báo giá như thế này thì cứ bảo anh Tú bảo giá như vậy thì sẽ là ok nhá. Đấy. Tiếp theo một con 12 Pro Max. Máy zin đẹp keng. Chất bản Mỹ 206GB. Bản Mỹ 206GB, pin 86%, 13 triệu 200, 13 triệu 200 nhé. Tiếp theo một con 14 Pro, pin 90%, bản Mỹ, máy zin đẹp, 17 triệu 500, pin 90% nhé. Bản Mỹ 128GB, pin 90%. Một con XS Max 64GB, máy zin đẹp, 6 triệu, pin 100. Hiện tại con này đang zin đẹp nhưng pin kém nhá. Pin kém. Đấy. Thì mình sẽ thay pin cho các bạn với giá 6 triệu. Con này báo giá rồi. Ok đấy, còn bây giờ mình sẽ lên thêm ở sản phẩm ở 247 Hoàng Hoa Thám nhá. Thì mọi người thích con nào thì cứ nhắn tin Zalo bên mình. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng như vậy. Chỉ có video phục vụ cho anh em mà anh em không chốt hơn. XS các bạn nhé, 64GB, 4 triệu rưỡi, 206GB là 5 triệu. Đấy, XS. Và các bạn mình nghĩ rằng là mình chỉ nói vì lượng máy bên mình nhiều, mình chỉ nói giá nó gọi là dao động thôi chứ mình không quay cụ thể từng cây một nhé. À, ví dụ như là Pro, Pro các bạn nhé. À, rất nhiều, 64GB dao động 7 triệu, còn 206GB dao động là 8 triệu. Mong một cười. Người thích con nào thì cứ nhắn tin Zalo bên mình nhé. Số Zalo là 0566884999. Và khi các bạn nhắn tin Zalo không thấy bên mình trả lời thì mong mọi người thông cảm. Mọi người có thể nhắn lại vào lúc khác. Hoặc là các bạn có thể gọi điện trực tiếp luôn cho bên mình qua số hotline. Đấy, có 3 số hotline là 0912 555912 962 615 618 hoặc là 0566888999. Ok. Tiếp theo là XS Max. XS Max các bạn nhé. XS Max 64GB thì dao động là 6 triệu. Còn 206GB thì 7 triệu. Tiếp theo là 12 Pro Max. Ở đây mình có 6 cây. Đấy, 6 cây.
128GB thì dao động 12 triệu, 260GB thì dao động 13 triệu. Tiếp theo là 11 thường. 11 thường này thì nó xem giá XS Max nhé. 64GB nó cũng chỉ lấy quanh 6 triệu. 128GB thì lấy quanh là 7 triệu. Đấy, và mình có một số cây thanh lý, màn tàu rất là rẻ. XS Max cũng vậy nhé. Một số cây thanh lý. Mọi người muốn mua thanh lý thì mọi người qua lại những video hôm trước. Mình có ít cái thanh lý. Tiếp theo là 12 thường. Máy thường hôm nay đấy chỉ còn 3 cây thôi. Hôm nay bán được 1 cây rồi. 64GB thì dao động 7 triệu. 128GB thì dao động 18 triệu. Ở đây gắn 11 cái mắt thế nhỉ. Bảy cây một Pro Max, 64GB dao động là 8,5 triệu, 206GB là 9,5 triệu nhé, một Pro Max. Mình có một số cây thanh lý, một Pro Max thì nó quanh là 6-7 triệu thôi. Đó thì các cái cây thanh lý mình đổi cơ sở chính là chính là Phúc Tân, mình có nhu cầu thì có thể là qua trực tiếp hoặc là tin Zalo bên mình cho các người gửi cho các bác nhé. Mười hai Pro 128GB, mình có cả một gôn nhé, 128GB thì là 9,5 triệu, 256GB thì là 10,5 triệu. Trên đây mình quay chỉ báo giá sơ qua thôi. Đây là 13 thường, 13 thường, 128GB dao động 10,5 triệu. Mười ba Pro 128GB pin 87%, máy zin đẹp 13,5 triệu. Mười bốn Pro 128GB bản Mỹ, máy zin đẹp 17,5 triệu. Gì được keo mình gọi nhé. Mười bốn Pro Max 128GB, con này còn bảo hành đến 26/6/24, 20,9 triệu màu đen. 15 Plus 128GB còn bảo hành đến 27/11, pin nguyên 100%, đẹp như mới, 19,700. 19,700. Bên này vẫn còn đi ghét này. Bên này vẫn còn đi ghét. Đó, hai con. Quá là trời nhiều gì. Quá là trời nhiều luôn.
7 nhỏ 32GB 1,8 triệu. 8 nhỏ 64GB 2,6 triệu. 7 Plus 128GB 2,8 triệu. 32GB 2,5 triệu. 8 Plus 64GB 3,5 triệu. 8 Plus 64GB 3,5 triệu. 22 Plus RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp keng, bản Việt 2 SIM, máy màu hồng rất đẹp, keng nhìn mới luôn, 9,5 triệu. Note 20 5G RAM 8 bộ nhớ 128 bản Mỹ 6 triệu, máy zin đẹp. Quan lưu ý rằng là nhé, đây mình bán online thì con này mình bán 6 triệu, nhưng mình bán tại cửa hàng con này phải 6,5 triệu. Đấy, nếu mà các bạn đến cửa hàng ấy, mà thấy nhân viên bảo giá này ấy, thì mọi người gọi điện cho mình. Vì lý do là các bạn biết không, cái tiền chi phí mặt bằng, tiền nhân viên, tiền mọi thứ tiền nó rất là đắt, mà nếu bán bằng giá online thì chắc chắn mình sẽ không tồn tại được. Và rất nhiều video mình đã phân tích rồi đúng không? Đấy, cho nên mọi người hết sức thông cảm về cái vấn đề này. Mọi người đặt cương vị mọi người là mình, mọi người sẽ hiểu. Đấy, còn mọi người cứ đến bảo là mình bên YouTube đến, anh Tú bán ra này, chú Tú bán ra này, nếu nhân viên nhân viên nó sẽ phải gọi cho mình và nó bán, nó bắt buộc phải bán cho bạn ra đấy nhá. Thì mọi người thông cảm cái việc bất tiện này. Redmi 10C ra 4 bộ nhớ 128 1,7 triệu. Đấy, ví dụ như con này mình bán 1,7 triệu nhưng thực tế là 1,9 triệu, tại cửa hàng nó bán 1,9 triệu. Đúng không? Mình có ý đúng không? Cứ bán online thì đúng là toang. Samsung A13 bản Hàn ra 464 2,4 triệu, máy zin đẹp. A23 bản Hàn ra 464 2,6 triệu. Vivo i33s 8128 3 triệu. Samsung A31 bản Hàn RAM 464 2,5 triệu. Một cái cửa hàng chi phí của mình một tháng là 45 triệu, tức là một ngày là 1,5 triệu, bao gồm cả nhân viên, tiền thuê, tiền hao mòn, phải tính tiền hao mòn chứ. Ví dụ các bạn đầu tư vào cái quán là 1 tỷ thì các bạn phải tính là các bạn đi vay ngân hàng, hoặc các bạn có tiền thì các bạn gửi ngân hàng thì vẫn có lãi, thì các bạn phải tính cái tiền lãi đấy, sau này phải tính cái tiền hao mòn. Ví dụ như mình đầu tư hình ảnh của quán này là 200 triệu chẳng hạn, mình xác định trong vòng 3 năm là 36 tháng chẳng hạn, mình chia ra mỗi tháng là mấy triệu tiền hao mòn, 3 năm nữa là các hình ảnh nó sẽ hỏng, đúng không? Mình phải là tính như vậy thì mình kinh doanh được. Chứ kinh doanh thì cứ tính tiền nhà, xong rồi tiền nhân viên, xong mấy tiền vớ vẩn, xong cứ nghĩ được lắm được vừa, cuối cùng là vỡ lợ, đúng không nào? Không biết. Đó. Redmi 9A RAM 2 ví dụ như con này mình bán online là chỉ 1,1 triệu thôi, còn tại cửa hàng mình bán 1,2 triệu. M22 RAM 6 bộ nhớ 128 bản Việt 2 SIM, máy zin đẹp 2,7 triệu. Redmi Note 11 RAM 464 2,5 triệu, zin đẹp. Nói chung mình phải trừ hết hao mòn mọi thứ. A12 RAM 4 bộ nhớ 128 2,3 triệu.
Redmi Note 15G RAM 4 bộ nhớ 128 2.6. Thế là bây giờ mình là nhân viên bán nhá. Còn nếu cửa hàng là mình đích thân mình bán ấy, mình vẫn phải tính lương cho mình vẫn phải tự trả lương cho mình. Chứ nếu mình không tính lương cho mình cứ tưởng được nắm từ vừa, cuối cùng ra là Oppo A54 RAM 4 bộ nhớ 128 2.4. Mọi người thấy mình nói đúng không? Kể cả là mình đứng bán thì vẫn phải tính tiền lương cho mình. A21S RAM 3.32 2.000.000. Bản hàng máy tin đẹp. A22 5G RAM 4 bộ nhớ 128 bản hàng một SIM 2.500.000. Poco C40 RAM 464 1.000.000. Anh đây. Alo. Ơi. Con gì cơ? Pin bao nhiêu? Máy đẹp không? Tầm 95 đến 10. Còn không có tiếng qua. Đang ở hoa. À, đang ở hoa rồi đó. iPad Gen 8 bản 32GB 4G. Con này thì trẻ con thì cũng cạo với quả táo thì 6.000.000. iPad Pro 9.7 bản 4G 4.600.000. Đấy, người thích con nào thì nhắn tin Zalo bên mình nhé. Thì sẽ có người chụp ảnh cho các bạn xem chi tiết. Số Zalo là 056688 từ 9 các bạn nhé. Thank you.